Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 2 năm 2024, tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy. Hôm nay, phòng khám tổ chức buổi lễ hoàn thành phát độ hỗ trợ điều trị ung thư cho 5 bệnh nhân từ ác tính chuyển sang lành tính, gắn với tin mừng vì phòng khám đã phục dựng lại, khang trang, sạch đẹp và hoan nghênh chào đón anh Phạm Xuân Dũng, trưởng ban thông tin Viện Chăm sóc Sức khỏe Việt Nam về phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy để phụ trách trưởng ban truyền thông giúp đỡ các thầy tại đây. Buổi lễ hôm nay được tổ chức tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không đã được phục dựng lại và phải luôn kể đến sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương. Buổi lễ quan trọng này, phần chính là tri ân các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, cùng chính quyền địa phương đã hết lòng, hết sức giúp đỡ phòng khám được phục dựng lại khang trang như ngày hôm nay, là phải ghi ơn công đức các gia đình, trong đó có gia đình bác Ngô Văn Thận, gia đình bác Ân, gia đình cô Mai Phương, gia đình anh Trần Minh Giang, gia đình cô Mai Hương, gia đình cô Linh, gia đình cô Lan, gia đình cô Dương Mai, gia đình cô Nhung Nguyễn, gia đình cô Lan Diagu Vani, gia đình cô Đòn, gia đình cô Linda, gia đình bác An, gia đình cô Xuân, gia đình cô Xuân Đặng, gia đình cô Vang, gia đình cô Kim Anh, gia đình cô Nguyễn Thị Chiên, gia đình cô Trương Quý Phương, gia đình chú Trương Thanh Tân, gia đình cô Phạm Thanh Nga, gia đình bác Tùng Ga. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy luôn ghi nhận và biết ơn các gia đình đã nhiệt tình giúp đỡ để phục dựng lại phòng khám thêm khang trang, sạch đẹp để gia đình bệnh nhân được hưởng thụ và được hỗ trợ điều trị ung thư trên tinh thần yêu thương cho không, trong điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng đầy đủ, tạo tâm lý thoải mái, sung sướng, yên tịnh, hòa nhập với tình yêu thương Chúa. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, như vậy công trình phục dựng phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy cơ bản đã hoàn thành. Đây cũng là thuận theo ý Chúa, ý của cha Pedro Nguyễn Văn Tường, đồng thời được sự giúp đỡ nhiệt tình của quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng với chính quyền địa phương. Tấm chân tình đó không sao diễn tả nổi bằng những lời văn, lời nói trước một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của phòng khám vào thời điểm như ngàn cân treo sợi tóc, mà hôm nay được khang trang như vậy thật là vui mừng khôn xiết. Và đặc biệt là công trình phục dựng phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy ngay vào thời điểm bước sang năm mới với niềm vui nhân đôi, vừa đón Tết vừa đón phòng khám hoạt động trở lại để tri ân các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Phòng khám chính nhờ những tấm chân tình đó mà xây dựng khang trang sạch đẹp, thật là niềm vui sướng dở hòa của biết bao con người chứng kiến. Xin nhận một lời tri ân và lời cảm ơn sâu sắc nhất. Cháu thì bị ung thư lưỡi mà phát hiện ra hơn năm nay rồi. Thế là đi sau khi đi khám ở Bạc Liêu thì người ta nghi là can lưỡi, lên Sài Gòn khám thì đợi mãi thì đến lúc mổ xong rồi bắt đầu là hóa trị, xạ trị là hết rồi. Bây giờ khám lại thì bảo là bệnh nó chưa có hết, mà bây giờ về là cứ mỗi một, nếu mà gia đình có điều kiện ấy, thì một tuần là xạ một mũi, một mũi là sinh học là 20 triệu, mà chỉ được một thời gian thôi thì là nó lờn thuốc là cũng coi như chết, mà nếu mà thuốc nó không hợp thì là một hai lần là cũng chết. Cho nên là bảo thì cũng có người họ cùng phòng bệnh đấy, họ mới giới thiệu với là chỗ Cha Tường này, thế là mẹ con tôi quyết định là thôi xin quyết định thôi để chuyển về đây. Thì khi mà được cái cô bạn cùng ở nhà của các sư ở Sài Gòn ấy, các sư cư mang mà, thì là cô nói chuyện là ở chỗ Cha Tường này là chữa bệnh miễn phí rồi thì rất là tốt, cho nên là chỉ có ăn uống một cái gì nano hay gì đó, bằng gạo lứt với lại cái gì đó để tăng chất kiềm đó, để má thì là mà thế là tôi mới lên mạng tìm hiểu, thì thế là rất nhiều người là được xuất viện, tôi mới tin tưởng.
Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ xin tri ân các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành cùng chính quyền địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy vượt qua những khó khăn thách thức. Các thầy xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp phục dựng lại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ rất biết ơn. Để công trình phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy thêm khang trang và bền lâu, truyền thông Thành Võ kêu gọi nhà hảo tâm mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho phòng khám để chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà Cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã dạy, cũng như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa đối với bệnh nhân ung thư. Năm cũ cũng dần bước qua, năm mới cũng sắp bắt đầu. Truyền thông Thành Võ thay mặt các thầy kính chúc các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành cùng chính quyền địa phương đã đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 trong không khí vui tươi đồng ấm, ngập tràn niềm vui, cuộc sống mới thành đạt hơn. Chúc người bệnh và người nuôi hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của Cha Pedro Nguyễn Văn Tường thật sự hết bệnh để về với gia đình, người thân. Đến đây, truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Trân trọng kính chào. Hãy subscribe.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi Cầu Ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo, sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn, sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.